Phép xin chào nha anh em. Cái ạt càng này xin lỗi anh em, bán rồi mà anh em yêu cầu quay cái clip lên để làm kỷ niệm. Xe này có một cái là đăng ký rất là trễ nha anh em. Xe này đăng ký tới năm 2013 nữa, đăng ký lần đầu á. Ký lần đầu tới năm 2013 luôn nha anh em. Tại người ta đó là mua trễ đó nè. Xe này đúng chắc của nó là đây 2010 mà nè. Đăng ký lần đầu là 2013 luôn á nè. Xe này có 6 cái cản nha nè. Cái cản thì tại nước sơn rin mà không có sơn lại. Để nó vậy luôn. Da yên rin còn luôn nha nè. Này chỉ bấm thêm thôi. Lâu ngày mấy cái ngoe bấm nó bị xét thôi nè. Nó bung ra bấm thêm vô. Nè, coi lốc đẹp nè. Thích nhất máy. Máy quá đẹp. Nam dòm thấy không? Nước sơn rin có ngạt 20 nó gì đó nha em. Đó, nhám 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 nó kim tiếng vậy đó. Chứ không có bóng dờn luôn đâu. Đấy. Nè, tới cái này nó dán keo nè nè. Thấy không? Keo lột ra chừa để miếng để anh em để cho anh em biết trước nó dán keo bởi nhìn còn rất là đẹp phải không, dán tới khúc này cái má còn đen thì luôn nè anh em ha, gấp này. Ốc tán nè anh em dòm nè. Có lốc nè, cả bộ lốc nhìn riêng, lốc riêng nó rất là đẹp nha anh em. Anh em dòm cái bộ ốc của thằng 2010 này anh em có để ý không? Bộ ốc nó nồi. Mấy cái dòng này anh em mà chơi mà không rành á, thợp vô dòm có ốc, giữa ốc này là màu nè, là giật mình đó. Trong cái bộ nồi nó là nó có hai con màu này là ở vị trí này và ở vị trí này. Đâu rồi? Ở đây. Đây nha anh em. Đó. Xe này thì anh em đã chuyển tiền rồi nha anh em. Nhưng mà kêu phép quay để làm kỷ niệm. Thôi thì anh em nhiệt tình ủng hộ thì phải chiều anh em thôi. Thấy không? Đó là cái bộ nồi bên kia cũng vậy nha. Ốc nó hai màu đó. Đừng về đừng có tưởng là ông phép này ông bán xe gì ốc hát gì dặn lum tùm la chứ không phải nha anh em, hãng nó gì đó nó ngộ đó. Xe dởm co bô rồi nè anh em, đó dân chơi dởm co bô là đủ ghiền nha, này dính keo nha, về chùi đó nè, chống nó nè, nè ốc nó nè, nhìn ghiền nha anh em. Cái máy thì thôi đó, không phải nói tới máy dữ dằn bên đây cũng vậy đó, nó thấy không anh em, thấy không con đen con trắng nè đó, nó đặc thù cái dòng này nó vậy đó. Nhiều khi mình không hiểu nổi, nhiều khi nó làm để đánh dấu để cho hay là thế nào đó mình không biết, nhưng mà nó ốc nó vậy, ốc viên nó vậy đó. Anh em nào có ạt 2010 về coi thử nó thì gan vậy đó. Quá trời xe này cục máy dữ nha nè, đẹp. Clip thì chắc em quay ngắn thôi, quay cho anh em làm kỷ niệm chơi. Anh em nghe cái máy nó nè, phát hồn cái máy chưa nè, em coi nó đẹp nè, đó em nghe anh em cái máy khủng vậy nè, cái bật chân sau là còn rít bực bực luôn á, cái đùi quá trời đẹp, ốc trắng nè, nó anh em nghe cái máy nè, không giọng một miếng nào hết trên cái nồi nha anh em. Phơi không? Đó, em kê điện thoại sát cục máy luôn á, anh em dòm. Anh em nghe. Ghê thiệt chứ. Máy kêu là máy gấu á.
máy như quỷ. Giữ giữ cái máy đi. Hai bao da zin này còn zin luôn nè. Chưa thay luôn. Gù tay rồi còn zin hết trơn luôn nè. Đó. Đó, đồng hồ này là đúng chuẩn chính xác Udo luôn nha anh em. Giờ ốc nhái à, thấy không, đen cái nước gam nó còn tinh con luôn, rất là đẹp nè. Ốc màu xanh nhìn rất là chắc xe. Cái máy đó nghe tê tái không à, cho anh em lặng nghe tiếng máy nha nè. Em quay cái này để cho anh em chốt rồi, anh em tin tưởng. Nói chung ra là xe này chả có clip, chỉ quay lướt phước anh em coi sườn, anh em quay lướt phước ngang là alo trường là chốt à, sáng là chuyển tiền luôn rồi xong luôn. Thì đáp lại tình cảm của anh em thì chiều anh em nó, anh em nghe máy không bao giờ để làm thật lòng anh em, phụ lòng anh em nha anh em. Có những khi mà mình không thế nào đó thôi, chứ thật ra là nếu mà anh em tin tưởng thì rất mừng vui lắm đó. Anh em dòm bộ lốc riêng nó dòm khiếp không, đẹp trăm mâm lâm máy đứng mà nó nổ gì đó anh em, nó nổ như một chiếc Alpha à, phục nè, phục riêng nè, anh em dòm nè, ghê chưa anh em. Bên này hết hồn luôn. Quay kỷ niệm chơi nha anh em. Kiểm tra công tắc đèn nha anh em nè. Đèn nè. Nhan nè. Rồi, đầy đủ hết ra. Còi cái nữa. Rồi, xong. Rồi vậy nha, hài lòng chưa anh em à, nói chung là chiếc này em bán rồi nha. Quay là quay, anh em kêu quay làm kỷ niệm nhìn trường, nó mới lại nó kêu anh em, nó kêu anh bé quay làm kỷ niệm, quay xe này chứ xấu mỗi cản rồi, về cái cản đó về khỏi phải sơn đó, để tiệm đề can á dán lại, anh em dán màu đen nhám mới được rồi, dán màu đen nhám là đẹp rồi, dán màu đen nhám cho nó tiệp với cái đuôi này được rồi. Rồi vậy nhé anh em ha. Rồi phép cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ. Phép thân chào anh em.